các bạn nhìn nguyên cái bộ sưu tập này mới thấy cái tâm của cái người sản xuất của hãng Gentleman Tờ đặt vào cái kính, thì họ cho chúng ta một cái cảm giác được trân trọng và xứng đáng với cái đẳng cấp của cái mắt kính họ tạo ra. Và đó chính là lý do tại sao mắt kính Việt bắt buộc phải nhập cho bằng được những bộ sưu tập kính Gentleman Tờ. Xin chào các bạn, ai cũng biết rằng thương hiệu Gentleman Tờ là của Hàn Quốc. Gentleman Tờ bây giờ hiện đã quá nổi tiếng, vượt xa cả phạm vi địa lý của một quốc gia, và nó đã trở thành một thương hiệu có tác động tới nền thời trang trên toàn thế giới, điều mà chưa một thương hiệu thời trang nào ở châu Á có thể làm được. Thậm chí nếu mà không phải là nói thẳng ra rằng các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như là ở Ý, Pháp, Đức hiện bây giờ đang còn học tập bắt chước ngược lại Gentleman Tờ. Và hôm nay mình sẽ xin bật mí một điều mà các bạn ít người biết, rằng đó chính là Gentleman Tờ sẽ thay đổi cái hộp phụ kiện của mắt kính mỗi năm một khác nhau. Cách đây tầm 4 năm mình đã có một cái clip đập hộp về dòng kính của Gentleman Tờ, đó là dòng Dreamer One, thì các hộp phụ kiện của nó là đều là màu đen hết, nhưng mà hiện bây giờ thì nó đã thay đổi hết toàn bộ, là tất cả là từ thiết kế, kiểu dáng, chất liệu và kể cả cái bao đựng kính luôn, tất cả nó đều chuyển qua màu trắng. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đập hộp này ra để cho các bạn coi là bên trong có những gì. Nhưng mà điều đầu tiên mà cái cảm xúc mà khi mà bạn cầm vào cái hộp kính này là rất là tuyệt vời, rất là sang trọng, đẳng cấp. Kể cả những cái người đã từng sử dụng rồi hoặc là chưa sử dụng đều vào khi mà cầm vào thì rất là có cảm xúc. Và tiếp theo á, là bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra. Ở bên trong á, thì nó sẽ có mở là bằng nam châm này, cực kỳ là sang trọng luôn. Và mình sẽ lưu ý luôn là khi mở cái hộp này á, các bạn để bên cạnh những cái thương hiệu lớn khác đến trên thế giới, thì cái hộp Gentleman Tờ này cũng không hề lép vế. Và mình đã từng thử là để cái hộp phụ kiện này ở trên cái tủ kính, thì rất nhiều khách hàng muốn coi ở bên trong xem coi có như thế nào, bởi vì để lên tủ rất là cuốn hút. Bây giờ sẽ tiến hành mở hộp ra. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bao da đựng kính. Cái bao da đựng kính này rất là sang trọng, cùng tông màu luôn. Và nhiều khách hàng của mình đã từng nói rằng kính thì sẽ mua về để đeo, còn cái bao da đựng kính này thì họ sẽ đựng những cái vật dụng cá nhân như là son, bút hay gì đó, bởi vì cái này rất là giống một cái ví cầm tay cao cấp. Và các bạn sẽ để ý đây, ở đây có một cái khóa nhìn rất là tinh tế, đẳng cấp và rất là chắc chắn. Đó, đầy đủ các phụ kiện mắt kính ở bên trong này luôn. Và ở bên trong này thì chúng ta sẽ có tất cả các phụ kiện. Ở bên trong này chúng ta sẽ có điều đầu tiên, đó chính là thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành mỗi năm là nó sẽ có một khác, một cái thẻ khác nhau. Rồi thứ hai là sách hướng dẫn, và thứ ba là khăn lau. Và các bạn nhìn nguyên cái bộ sưu tập này mới thấy cái tâm của cái người sản xuất của hãng Gentleman Tờ đặt vào cái kính, thì họ cho chúng ta một cái cảm giác được trân trọng và xứng đáng với cái đẳng cấp của cái mắt kính họ tạo ra. Và bây giờ trên tay của mình là chiếc kính Gentleman Tờ. Điều đầu tiên các bạn nhìn vào đó là chính là ở ngoài này sẽ có một cái bao có sẽ dòng chữ Gentleman Tờ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái kính này ra để cho các bạn thấy cho nó rõ hơn. Cái kính này vẫn còn nguyên siêu ở hai bên càng kính, và mình cũng bỏ ra hết. Điều đầu tiên mình cảm nhận khi mà mình cầm cái kính này đó chính là cái độ sắc sảo, độ chắc chắn của cái dòng nhựa của dòng Gentleman Tờ. Và điều thứ hai nữa là đó chính là đập vào mắt mình, đó chính là cái bản lề này cực kỳ to và khủng, và với chân ốc dài rất là to, và cái nước si này rất là bóng loáng. Và một số người có hỏi rằng nước si của Gentleman Tờ có bền hay không, thì mình xin khẳng định là rất là bền luôn. Trong vòng 4 năm bán Gentleman Tờ thì mình chưa nhận được một phản hồi chê bai nào của khách hàng về nước si này, và nước si này nhìn sẽ là cực kỳ sang trọng. Và điều hay tiếp theo của Gentleman Tờ đó chính là tất cả các thông số về size kính, nơi sản xuất thì đều được khắc chìm ở đây, nên chúng ta có sử dụng 5 hay 10 năm thì chúng cũng vẫn không có bị bai màu. Và điều đặc biệt tiếp theo đó là cái tên của dòng kính là sẽ được để chữ rất là rõ nét và cách biệt ra, nên mình nhìn vào cái kính là mình sẽ biết cái size kính, cái dòng kính của mình sử dụng là dòng kính nào, và nó sẽ khác hoàn toàn so với những dòng khác là cứ để vào ở chung ở đây thì rất là khó nhìn. Và điều đặc biệt của dòng Gentleman Tờ đó chính là một số dòng kính thì hãng đã kết hợp với dòng kính dai đến từ Đức với hơn 100 năm kinh nghiệm. Và còn rất là nhiều cái hay, như là mỗi một cái kính Gentleman Tờ sẽ có một câu chuyện riêng, phiên bản hợp tác với người nổi tiếng sẽ như thế nào. Và đó chính là lý do tại sao mắt kính Việt bắt buộc phải nhập cho bằng được
những bộ sưu tập kính Gentlemaster, và mắt kính Việt cũng tự hào là cửa hàng bán lẻ duy nhất hiện bây giờ có tần suất và số lượng nhập Gentlemaster lớn nhất tại Việt Nam.